sao còn xa là như vậy. Ồ lắm, em thấy em là thấy em em nghĩ Việt Nam mình có không được không được không được không được có tiếng phổ để em lấy tay nghe lấy tay nghe lấy tay nghe cái ok. Hello, nghe 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 chưa? Nghe chưa còn vang không? Ok. Rồi 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 rồi. rồi, ok rồi rồi, rồi ok. Bây giờ mình phân tích cái vụ mà Hoàng Sa với Trường Sa đi nha. Em nói bây giờ Ok. mình có thể có cơ hội lấy lợi. Ok. Ừ, Bây giờ như rồi. vậy thì cái này cái chuyện em nói đồng ý hay là không đồng ý là cái đó quyền của anh, ok. Thí dụ bây giờ thằng Philippines nó Rồi đã đấy thua đấy. rồi. Đó là quan điểm. Ok. Ok. Bây giờ thí dụ bây giờ nó cũng tranh chấp, nó đang tranh chấp với Nhật nữa. Anh thấy không? Nó bây giờ một mình thằng Philippines nó thua ra thì thế giới nó không có biết nhiều. Thằng Việt Nam thua nữa. Anh thấy không? Nó thì khi mà có nhiều người thua thì thế giới nó nhìn vô nó thấy ủa tại sao thằng thằng Trung Quốc nó ngang tàn nó đi ăn cướp của người ta vậy? Thấy không? Cái đó là Rồi, mình để mình là rồi đưa sao đưa ra nữa? một cái thông điệp. Đưa ra thông điệp cho thế giới. Nó cái đó là cái bước thứ nhất, ok? Bây giờ Cái bước này, thứ hai á rồi là Việt xong, Nam. mình không không, rồi mình sẽ phản biện lại cái câu này. Thực tế ra nhá, hiện nay Philippines không thua, Việt Nam không thua, hiện nay thế No, giới no, no, cũng no, biết cái vùng đó là vùng vùng no. vùng tranh chấp rồi, đúng không? Nếu mà giả Philippines, sử nếu Philippines mà đã Việt thua, Nam không thua Philippines đã thua ra thì rồi thế anh. giới Mỹ biết không? Đúng rồi, nhưng mà mình giả sử Philippines đã Philippines không thua, Việt Nam không thua. Đúng, tôi biết Philippines thua rồi, đúng không? Nhưng mà không nhưng mà phải là Philippines thua, sau Philippines đó Việt thắng Nam. nha. Nhưng mà có làm được gì không? Không thể Ok, làm gì được vì cái không tòa không án nó không có giá trị gì cả. không khoảng Trung không Quốc người khoảng ta không phản phải đối. không Cuối phải không cùng có giá đến trị bây giờ đâu. nhá, Philippines đã thua được mấy năm rồi. Mấy năm rồi, nhưng mà cuối cùng có được cái gì không? 6 Rồi năm rồi rồi, rồi hiện nay Philippines để vẫn phản em kháng nói với Trung nha. Quốc, đúng Cái không? lý do là tại cái Rồi. thằng tổng thống Duterte nó mới lên á. Nó muốn nó bị thằng Tập Cận Bình dụ nó là phải đem đem những cái những cái công ty béo bở để vô á, đầu tư. Cho nên nó mới chìm xuồng, em hiểu không? Chứ chứ gặp mà cái ông tổng thống Thôi trước rồi. kia kìa là thằng Trung Quốc là chịu không nổi đâu. Ok. Rồi cái thứ hai nữa đó là Rồi rồi. Rồi để xong. em nói cho hết hết ý cái nha. Cái thứ hai nữa Rồi. là Việt Nam phải đồng minh với Mỹ. Ok. Việt Nam mà đồng minh với Mỹ á thì có cơ hội lấy lại đảo Hoàng Sa với Trường Sa. Việt Nam mà cứ đi hai hàng là có gì mất luôn. Đó anh nói như Ừ, vậy đó. rồi 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 xong. Bây giờ mình nói này, hiện nay Ừ. Việt Nam là một nước rất sát với Trung Quốc, đúng không? Việt Nam ở chính sách của Việt Nam hiện nay không có làm đồng minh với ai hết đấy. Đồng minh chơi với cả Trung Quốc, chơi với cả Mỹ, chơi với cả Nhật Bản, chơi với cả Nam Triều Tiên chỉ vì lợi ích của đất nước Việt Nam, đúng không? Chứ bây giờ ví dụ đồng minh với Mỹ chẳng hạn, thằng Trung Quốc nó sơi tái ngay. Bây giờ hoặc đồng minh với lại Trung Quốc. Đấy, thì nói chung cái vấn đề đấy vì cái lợi ích của đất nước Việt Nam, của nhân dân Việt Nam. Cho nên hiện nay Việt Nam coi như là quan hệ với tất cả các nước trên thế giới Ok anh Bằng, vì quyền lợi của đất nước Việt Nam. em đồng Thế ý anh nghĩ nói như nha, vậy nhưng mà cái thiệt ra anh không chơi với một phải, người bạn, em thế hỏi anh nghĩ một cái câu này nè, anh chơi với người bạn mà lúc nào người ta cũng rình mò muốn lấy vợ anh hết, muốn lấy tài sản anh hết, anh có nên chơi nó không? tôi Ok. nói bây giờ hiện nay đó là vấn đề quan hệ khôn khéo, không phải là quan hệ với Không Mỹ khéo cái mà gì bây giờ anh là thấy không? cái Nó tốt đẹp. lúc nào Hiện nó nay cũng thâu tóm Việt bây Nam mình giờ hết nhá, á. bây giờ tôi nói với rất buồn này, từ năm 1990 khi Trung Quốc và Việt Nam ký lại tức là bình thường hóa quan hệ ngoại giao, thì là Việt Nam và Trung Quốc có cái chuyện gì đánh nhau không? Hả? Ok, anh nhớ nha. Nó cái này nó chơi là bây giờ nó không có chơi gì gần cứng nữa nha, nó không có chơi quân sự nữa mà nó chơi gì về chiến tranh mềm. Anh hiểu không? Nó mua đất rồi nó mua đai rồi nó đem chất độc vô Việt Nam rồi nó Mua bán đất những ở đâu? cái Mua đất ở đâu? Mua đất ở đâu? Mua đất em chỗ thấy không, nào? nó đem những cái công ty mà Lehman Brothers bây giờ là nó làm chủ hết luôn rồi, Đấy là xin lỗi xin lỗi, nó đưa chất độc qua công ty Việt bây Nam giờ mình, này. Rồi cái xin đó là lỗi, phần bây giờ mềm này chứ không phần mềm. tôi sẽ phản biện câu nói đó. Hiện nay tất cả các nước hiện nay đang đầu tư Việt Nam, mà hiện nay Trung Quốc nhá. Mình tính đến tháng 9 năm 2018 này,
Trung Quốc chỉ có đầu tư vào Việt Nam đứng thứ 6 trong tất cả các nước. Hiện nay cái bên ấy tắt một máy này. Bên hello. Rất xin bùi tắt một máy này. Không ờ, tắt máy gì? Cái máy xe hả? Máy xe hả? Rồi. Nghe chưa? Nghe giọng vọng lại. Được rồi, bây giờ được nhé. Không được. Rồi. Không được, vọng lại. Ồ, sao kỳ vậy? Có chỉ con máy thôi chứ đâu có đâu, hai máy đâu. Rồi, đấy cái tiếng vọng lại. Nghe chưa? Đấy, không được, cái tiếng của mình nói nó vọng lại này. Ồ, sao kỳ vậy ta? Đó, đấy các bạn ở dưới, các bạn nghe đấy, tiếng vọng lại, khó chịu. Alo, được rồi đấy. Bây giờ này nhá, bây giờ nhà máy như men, trước kia cái bọn chống cộng cực đoan, kể cả có cái rất sương bùi, cái nói là xây một cái nhà máy đấy sẽ gây những chuyện ô nhiễm ở cái dòng sông Hậu hoặc ở dưới vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay nhá, nhà máy đấy hoạt động đã được mấy năm rồi, không có cái sự ô nhiễm các thứ gì cả. Đồng bào ở dưới đấy biết, tạo công ăn việc làm, đóng thuế cho Việt Nam, đúng không? Đó là cái lợi. Thứ hai, vấn đề bô xít Tây Nguyên, đúng không? Hiện nay mình mới cho Trung Quốc thử nghiệm hai cái khu mà khai thác ở cái nhà máy Nhân Cơ và nhà máy Tân Lai, có vấn đề ô nhiễm không, có vấn đề gì không. Mà trong khi đó nhá, tôi nói với rất xin bồi nhá, là chính cái nhà máy đấy mà sẽ hoạt động, tức là trong vòng năm, người ta tính toán trong vòng 5 năm là lỗ, đúng không? Nhưng mà chỉ cần hoạt động đến năm thứ 3 thôi thì đã có lãi rồi. Mà trước khi mà quyết định cái chuyện là cho Trung Quốc coi như là khai thác cái vùng bauxit ở hai nhà máy đó, Quốc cái kỳ họp Quốc hội mới quyết định. Nhưng bây giờ hiện nay cái nhà máy đó rất thành công rồi. Xin mời bạn khác lên xem bạn phản biện. Rồi anh Vinh Đỗ, chờ em mời Lương Phan. Không biết Lương Phan là một cái người mới đang thêm Lương Phan. Rồi xin chào. Các bạn. Rồi xin chào. Tôi nhìn ông ấy. Điên rồi. Loạn con chó. Trời ơi mẹ, đúng rồi, cái lũ chúng mày. Coi như là mày vừa xấu mặt này, mày ngu si này, đần độn này. Sao? Sủa, sủa tiếp. Tao không giấu mặt, tao không sủa. Sủa tiếp. Nhưng lời ăn tiếng nói. Nào, sủa tiếp nào. Bởi vì mấy thằng cậu ăn nói khốn nạn mà. Khốn nạn ở đâu? Như thế nào? Sủa. Trước mặt lên diễn đàn, lịch sự bao nhiêu? Em chào anh, đừng ngoài. Bây giờ này, ai là chủ, ai là khách? Bởi vì ai là chủ, ai là khách? Ai là chủ, ai là khách? Lên trên diễn đàn, coi như là không bật đèn lên, không có chào vào cái chửi ngay. Ai là chủ? Bởi vì anh nói chuyện rất... Biết. Rồi, sắc xem bùi ở dưới đây. Mời anh Vinh Đỗ. Anh Chu Phan chờ chứ. Vâng. Chào Bằng. À, Nguyễn, và chào mọi người trên diễn đàn. Anh để đi ra một tí nhé. Để tôi giải thích cho Giác Sơn Bùi và cái khách mời vừa nói bậy nói tục. Giác Sơn Bùi nói là Philippines, đúng không, đã kiện ra tòa, Việt Nam cũng sẽ kiện tiếp ra tòa, là thế giới người ta sẽ để ý gì. Các bạn nhầm. Người cái chính quyền Trung Quốc, chúng người Việt Nam chúng tôi thừa hiểu rằng cái âm mưu bành trướng của họ là luôn luôn có từ đời xưa, từ đời coi như phong kiến cơ, chứ không phải đến giờ phút này. Cho đến cái khi mà người ta coi như là cướp cả một cái quần đảo Hoàng Sa đó của cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa đó, cũng có cái bàn tay của thằng Mỹ nó nhúng vào,
nói để cho mọi người hiểu, có bàn tay của thằng Mỹ nhúng vào. Nhưng mà các bạn nên nhớ một điều rằng này, Philippines kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, nhưng chỉ là kiện trên, tức là kiện một phía thôi. Tòa án quốc tế người ta chỉ thụ án có một bên thôi, còn Trung Quốc người ta không tham gia vào cái việc đó, người ta không tranh tụng. Các bạn hiểu không? Tòa án là phải cả hai bên tranh tụng, nhưng mà Trung Quốc nó không tranh tụng. Các bạn hiểu chưa? Cho nên là, mà trong khi đó thì cái tiềm lực của Philippines có bằng Trung Quốc được không? Nước ngoài đừng có nghĩ rằng coi như cứ lúc nào cũng trông vào bố Mỹ. Nói xin lỗi nha, các bạn coi như là xúi dục nhân dân Việt Nam, xúi dục Đảng Cộng sản Việt Nam đánh Trung Quốc. Bố Mỹ không bênh nổi đâu. Bố Mỹ phải còn qua một cái quãng đường một của cái cả một cái Thái Bình Dương sang đến nơi được mạ, thì gọi được mạ thì má đã sưng rồi, hiểu chưa? Trung Quốc đổ quân xuống Việt Nam còn nhanh hơn coi như Mỹ đổ xuống Việt Nam, hiểu chưa? Ngu vừa thôi. Những người Việt Nam trong nước này người ta không lạ gì những cái đó, không lạ gì chuyện đó, hiểu chưa? Trong lịch sử 4.000 năm, nước Việt Nam chưa bao giờ khuất phục trước Trung Quốc, chưa bao giờ khuất phục. Và sự kiện gần nhất là năm 1979, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam coi như đánh đuổi coi như lũ bành trướng bá quyền Trung Quốc. Chúng ta phải nói khẳng định là như vậy. Cho nên đừng có xui trẻ con cứ cả sát. Còn kiện à, đó, Philippines đó, kiện nó. Nhưng mà tòa án quốc tế người ta cũng chỉ là phán trên cái những cái điểm chung chung thôi. Còn khi người ta ra tòa, người ta tranh tụng là phải có cả hai bên. Trung Quốc người ta không tham gia cái việc đó, và người ta vẫn có cớ. Người ta vẫn có cớ để người ta o bế Philippines. Đến lúc cuối cùng thì bố Mỹ đây làm gì được đâu, đúng không? Tôi nói cái điểm mấu chốt ở đây là một cái đất nước Trung Quốc kinh tế, tiềm lực kinh tế, tiềm lực quân sự người ta cũng không kém gì Mỹ. Philippines có đủ được không? Đằng sau là Mỹ đấy. Cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa đó có làm gì được không, đúng không? Chúng ta phải nói thẳng như vậy. Khi mà đưa ra tòa án quốc tế thì khi tranh tụng nó phải có cả hai bên. Trung Quốc người ta không tham gia cái vụ tranh tụng đó, người ta vẫn có cớ, đúng không? Mà tiềm lực quân sự rồi kinh tế của người ta chả thua kém Mỹ là mấy đâu. Bây giờ nhá, nói với tất cả những cái bạn bên đối lập ở đây muốn lên tôi cho lên ngay, nhưng vấn đề phải lịch sự, đúng không? Kể cả giấu mặt cũng được. Nhưng ở đây có một cái tờ men của cái thằng của cái người tên là Diễm Diên Gem Lem đó, nào đó, mày ngu vừa thôi. Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ bắt tay với Tổng cộng cả, bắt tay để phát triển kinh tế thôi, chứ người ta chỉ có bắt tay để phát triển kinh tế thôi. Bây giờ tôi nói đến vấn đề kinh tế, nó cho để mọi người thấy. Đúng rồi, vấn đề đất nước ta là một đất nước nông nghiệp, sản xuất ra rất nhiều của cải, kinh tế của cải, sản phẩm nông nghiệp chở được qua Mỹ là bao nhiêu, đúng không? Chở được qua Mỹ, qua Úc, qua mấy các nước kia được bao nhiêu, chở máy bay được bao nhiêu, chở bằng tàu thì nó thối, đúng không? Nếu như dùng chất bảo quản thì lại bảo là coi như đồ độc, đúng không? Không đạt tiêu chuẩn, đúng không? Chờ Quang Thắng. Chờ được bao nhiêu? Người nông dân Việt Nam, kinh tế Việt Nam vẫn cứ phải bán sang bên Trung Quốc. Bởi vì người ta chỉ cần bước qua một cái rào là người ta đã bán được sản phẩm rồi. Mà cái thằng Liên Lương Phan kia, mày vào đây mày bảo bố mày đây mà cuối cùng mày lên trên diễn đàn bảo là lịch sự à? Như thế mày đã là lịch sự chưa?
Mọi người phải okay. Mọi người nên hiểu điều rằng là hàng xóm láng giềng tốt hay không, đó là do cái cách quan hệ và cái cách quan hệ của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với những nhà cầm quyền Trung Quốc hiện nay đang rất đúng đường lối. Người ta không cần gì phải mang quân, mang súng, mang đạn đi đánh nhau, mà người ta sống trên nguyên tắc là hòa bình, êm dịu. Chứ còn một khi thời buổi bây giờ là thời đại 4.0 rồi, người ta không cần phải coi như dùng, không phải bò vào đồn địch nữa, không phải như những bọn tôi bò vào coi như là đi vào đồn bốt nữa, mà người ta chỉ ngồi người ta ấn nút một cái thôi là xong rồi. Cho nên cái bọn ba que này nè, nó quá ngu luôn, nó có hiểu cái gì đâu. Thôi nói ngắn gọn, em còn rất nhiều khách mời anh. Rồi ok. Dạ. Thì mình nói thế. Cho nên cái vấn đề này tôi trả lời với giáo sân Bùi là có kiện cũng đến đây thôi, người ta có tranh tụng với mình đâu mà kiện, đúng không? Và người ta vẫn ỷ thế nước lớn, mà cái việc này nó nằm trên một khi mà người ta thích, người ta lại bắt tay với Mỹ luôn, cũng giống như cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa đó, chỉ một bữa cơm trên bàn đàm phán thôi là coi như là nó bán đứng chế độ Việt Nam Cộng Hòa rồi. Các bạn thấy không? Đây là sự thật lịch sử. Nixon chỉ sang thăm Trung Quốc. Nixon chỉ sang thăm Trung Quốc có một lần thôi, là coi như là cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã được định đoạt. Năm 74, Kissinger chỉ cần sang coi như Trung Quốc một lần thôi, quần đảo Hoàng Sa của chúng ta mất. Đúng chưa? Tôi nói có sai không? Vâng. À, một lần nữa tôi xin cảm ơn mọi người đã quan. Bạn Nguyễn nghe rõ không? Rồi, nghe rõ nhá. Chào các nhà mình nhá. Dạ. Nói chung diễn đàn mình thì nhiều người lên mà nó nhiều bức xúc lắm, mỗi người lên 5 phút rồi nói cái chính rồi. Dạ. Bây giờ để trả lời bạn Giác Bùi thì bây giờ mình với bạn Nguyên phải trả lời cho Giác Bùi về từ đầu. Dạ. Trước hết mình phân tích cho mình với bạn Nguyên phân tích cho Giác Bùi về luật biến đã. Sau đó phân tích cái thứ hai là phân tích cho Giác Bùi tại sao Philippines kiện mà mình không kiện. Mày tại sao Philippines nó kiện về đường chín lưỡi, chứ lấy bò chín lưỡi mà nó không kiện về biển đảo? Mà nguyên chưa? Tại sao Philippines đi kiện đường lưỡi bò không kiện về biển đảo mà trong đó Trung Quốc chiếm biển đảo của Philippines? Cái vấn không, anh Trung phản lộn. Philippines kiện hết, nhưng mà khi tòa án quốc tế, cái tòa án đấy người ta xử thì đâu để cho mình nói hết. Vâng, không, tức là có lợi cho Việt Nam ở cái tòa án quốc tế đó không công nhận cái đường lưỡi bò của Trung Quốc. Rồi. Mình nói ngắn gọn để mình nói bằng nguyên đây, bằng nguyên Nam với lại Giác Trần Bồi để nói với Giác Trần Bồi nghe này. Tại sao Philippines không kiện về biển đảo mà kiện về đường lưỡi bò? Có nghĩa nó kiện đường lưỡi bò nó bao trùm hết biển Đông rồi đó. Mình phân tích Giác Trần Bồi thứ nhất ấy, về luật biển nhá. Hiện nay thế giới đang dùng hai luật biển. Luật biển 582 thì nó sẽ cho từ đường cơ sở ra là 272 lý, bằng nguyên ạ. Còn luật biển cũ nó cho có 15 hải lý thôi, mà hiện nay là Trung Quốc chưa phê chuẩn, quốc hội Trung Quốc chưa phê chuẩn luật biển 582, Mỹ cũng chưa phê chuẩn luật biển 582, có nghĩa là chỉ công nhận từ đường cơ sở ra có 15 hải lý thôi, còn toàn lại là nó là hải hành quốc tế hết. Cho nên hiện nay là tại sao Philippines không kiện về biển đảo? Tại sao Trung Quốc chiếm biển đảo? Tại sao Trung Quốc chiếm cái bãi cạn Pamaro của Philippines mà Philippines không kiện, mà vì Philippines lại phải kiện đường lưỡi bò? Lý do Trung Quốc kiện đường lưỡi bò là lý do kiện đường lưỡi bò khả năng thắng Trung Quốc của Philippines là thắng 100%, còn kiện biển đảo là Philippines không thể thắng được đó. Thì bây giờ cái đường lưỡi bò Philippines nó kiện rồi thì Việt Nam thôi, các nước quanh Biển Đông thôi, chứ bây giờ Philippines nó kiện rồi là Việt Nam kiện làm chi nữa? Cùng một cái đường lưỡi bò, cùng một cái cơ sở pháp lý, thì tòa án quốc tế đã kiện cho, đã xử cho Philippines là nó đã xử cho Việt Nam rồi, bà Nguyên ạ. Đúng rồi, chứ không phải Việt Nam thoại Trung Quốc. Nói cho bạn ra sân bồi bạn biết như vậy đó, tức là Philippines nếu mà kiện về biển đảo là Philippines thua,
bởi vì luật biển 1982 là Trung Quốc nó chưa phê chuẩn. Đó, bây giờ mình có cân nghĩa là Bắc Trung Bùi hiểu lý do như vậy. Tức là luật biển 1982 là từ cơ sở ra là mỗi một nước được 200 hải lý. Nhưng Philippines và Mỹ hai cường quốc này nó không phê chuẩn luật biển 82. Nó dùng luật biển cũ. Nó dùng luật biển cũ rồi thì bây giờ Philippines bị Trung Quốc nó chiếm một số hòn đảo, trong đó có bãi cạn Chaboro. Bây giờ này, không... thực tế ra là cái tức là mình yêu cầu Trung Quốc tôn trọng với công ước về luật biển năm 1982. Đấy, vâng. Đúng rồi, đấy. Mình phân tích tiếp đó. Tức là tại sao Philippines không kiện được biển đảo? Bị Trung Quốc chiếm đảo không kiện biển đảo, phải kiện đường lên bò. Philippines nó kiện đường lên bò có nghĩa là kiện hộ được cả toàn bộ Đông Nam và kiện hộ Việt Nam rồi, cùng một tính pháp lý như nhau. Thì Philippines nó kiện rồi thì mình thôi, chứ bây giờ mình kiện làm chi nữa. Đó, đây là tính biển đảo. 12 hải lý là tính từ đảo ra thôi. 270 hải lý là tính từ đất liền. Còn 12 hải lý tính ra, 12 hải lý là tính từ đảo ra. Thì bây giờ là nói là trả lời cho cái Bùi biết là Philippines nó kiện mà đường lấy bò rồi thì Việt Nam thôi không kiện không, nữa. Cái vấn đề không sợ. Vấn đề tôi nói với anh Trung Phan này, cái vấn đề mình nói ra đây là rất xem Bùi người ta nói là ví dụ Philippines pin rồi kiện rồi, sau đó Việt Nam kiện nữa để cho ví dụ thế giới người ta biết, thế giới người ta biết thừa rồi. Đúng rồi. Rồi ok. Vì Giáp Bùi muốn Việt Nam là đứng được quấy rối với Philippines, nhưng không phải. Việt Nam ta không phải là sợ Philippines, nhưng mà có nói quốc tế đã công nhận rồi. Công điện là đường lên bò là phi pháp rồi thôi, Việt Nam thôi. Việt Nam thôi chứ không phải Việt Nam sợ. Tức là thế giới nó xử, nó công nhận là đường lên bò. Có cái vấn đề là tôi nói anh Trung Phan này, anh Lộn này. Cái vấn đề về công ước về luật biển năm 1982 thì Trung Quốc đã ký rồi. Anh Lộn. Đấy. Nó chưa phê chuẩn. Không, phê chuẩn rồi. Thành công bây giờ hiện nay mình kêu gọi Trung Quốc coi như là thực hiện cái đó. Anh sẽ về xem lại tài liệu. Thôi cái vấn đề này đấy là do tôi và do anh. Anh sao? Rồi. Mình nói là cho các Bùi biết là hiện nay là đường lưỡi bò là Trung Quốc, Philippines kiện là Trung Quốc là đã là sai rồi. Nhưng mà Trung Quốc thì nói như mà Nguyễn nói là Trung Quốc nó không dự tòa. Bây giờ nó không chấp nhận cái phán quyết đó thì thôi, chứ bây giờ mình làm gì nó. Rồi ok. Quốc tế làm gì nó. Rồi. Rồi là cái thứ hai, cái thứ ba là vấn đề quan hệ Trung Quốc. Thì mình nói cho cái Bùi nghe này, Việt Nam quan hệ với Trung Quốc và với Mỹ tức là quan hệ song phương bình đẳng, không thể lấy Mỹ hù Trung Quốc được mà không nên lấy Trung Quốc hù Mỹ được. Đúng. Chúng ta quan hệ về chính trị, về kinh tế là độc lập hoàn toàn. Chúng ta không lấy nước lấy nọ để sống với nước kia. Lấy Trung Quốc được. Không thể quan hệ với Trung Quốc để sống Mỹ, hoặc không thể quan hệ Mỹ để sống Trung Quốc. Việt Nam hiện nay là một nước độc lập, quan hệ với tất cả các nước vì cái quyền lợi quốc gia của nước mình. Còn thế thôi, mình chỉ nói ngắn gọn vậy thôi. Ok. Thôi thì nói ngắn gọn, bạn Giang Xuân Bùi vừa biết là cái quan hệ Việt Nam giữa hai nước này là quan hệ song phẳng, tức là mình không dựa nước này chống kia, không dựa nước kia chống nọ, là cho bạn biết chứ không phải là mình phụ thuộc Trung Quốc. Thì thôi thì mình lên đây mình góp ý mấy cái ý vậy thôi để cho bằng nguyên bình khác lên rồi, nha. Ok, xin cảm ơn anh. Cảm ơn các bạn nha. Cảm ơn Giang Xuân Bùi nha. Rồi. Rồi, Quang Thắng. Con Thắng lên nói ngắn gọn thôi. Rồi. Okay. À, xin phép em lên nói hai nội dung. Okay. Một là nói nội dung đối với bạn Giác Sương Bùi. Hai là nói với các cái bạn mà đang chửi bới ở dưới đây. Thứ nhất là thôi, nói nội dung với Giác Sương Bùi trước. Thì Giác Sương Bùi bảo là Việt Nam bảo là Việt Nam phải kiện Trung Quốc như Philippines. Thì tôi hỏi bạn luôn nha. Bạn Giác Sương Bùi đọc phán quyết của tòa án công luật. Cái mạng của bên Quang Thắng hơi kém. Để nói lại là tôi hỏi bạn Giác Sương Bùi là bạn đã đọc cái phán quyết của tòa án công ước luật biển quốc tế là hay về cái phán quyết đối với Philippines chưa? Nếu bạn chưa đọc thì tôi có thể nói sơ lược để bạn nghe bạn hiểu như thế này này. Rồi, nói nhanh chóng. Là cái việc đó là tòa án quốc tế vì việc là phán quyết đối với Philippines á là okay. Phán quyết là không công nhận đường lưỡi bò và ghi nhận các cái khiếu kiện của phía Philippines và cái kết luận cái bản án đó nó không mang tính ràng buộc, có nghĩa là nó không có cái cơ chế chế tài để buộc Trung Quốc phải thực hiện đấy. Đấy, bạn phải hiểu được cái bản chất như thế. Và nó còn nguy hiểm trong đó là nó không công nhận một số thực thể của Việt Nam nữa kìa. Đấy, thành ra là Việt Nam khi mà có cái nội dung đó, Việt Nam ngay lập tức có một văn bản đề nghị tòa phải bảo lưu cái quyền của Việt Nam, quyền và lợi ích của Việt Nam trên vấn đề và khiếu kiện cái án đấy.
Đấy, thành ra là bạn nên tìm hiểu theo để bạn bạn biết. Và tôi nói luôn, bạn bảo là kiện để lấy lại Hoàng Sa hoặc là tham gia đầu tiên đó lấy lại Hoàng Sa, về Hoàng Sa là tranh chấp của ta và Trung Quốc, còn về Biển Đông là rộng lớn hơn, còn Trường Sa và hàng loạt thêm lục địa phía Nam nữa thì vấn đề là 5 nước 6 bên, thì bạn biết đó là vấn đề đa phương, còn vấn đề về Hoàng Sa là vấn đề song phương. Và tiếp tục thêm một nội dung nữa, bạn Giác Sơn Bùi bảo là phải đồng minh với Mỹ mới có cơ lấy lại Hoàng Sa. Bạn đọc lại là sử dụng thằng Mỹ nó hy sinh 58.000 quân trên đất nước Việt Nam này, nó vẫn bỏ Việt Nam Cộng Hòa đó đi, và việc Hoàng Sa bị Trung Quốc cưỡng chiếm trái phép thì có dấu hiệu thỏa thuận giữa Mỹ và Trung Quốc. Thì bạn hiểu rằng là không có một quốc gia nào nó dạ gì nó đem xương máu của mình để nó đi giành lại đảo cho nước khác cả. Nói ngắn gọn thôi, quốc thắng. Rất nhiều người còn muốn đâm đâm rồi. Dạ rồi, đảm bảo cho em nói thêm nè. Philippines và Mỹ có hiệp ước đồng minh từ năm 1950, nhưng thời gian vừa qua tại Sacre Brau á, thằng Trung Quốc nó chiếm Sacre Brau là cái bãi nổi nơi đối diện của Philippines á, mà Philippines kêu Mỹ bảo là bãi cạn cái nơi nơi đấy. Đấy, Sacre Brau thì Mỹ chỉ trả lời câu là cái này nó không nằm trong hiệp ước, có nghĩa rằng khi lợi ích của nó không có thì nó cũng bye bye thôi, đồng minh nó chỉ là vui thôi. Đấy, để bạn hiểu được là cái quyền lợi nó gắn bó với nhau hay không mà thôi, chứ đừng hy vọng vào đồng minh bạn ạ. Bạn nên nhớ một điều đó, và tôi còn rất nhiều muốn nói với lại các bạn nữa, nhưng thôi để dành thời gian cho các bạn khác. Tôi rất nhiều điều nói với lại Jackson Bùi, mong rằng bạn đừng đừng hỏi đi hỏi lại vấn đề này nữa. Còn nếu bạn muốn tranh cãi, tôi sẵn sàng mở diễn đàn và tôi với bạn có thể nói cái này thâu đêm nhút sáng được. Đối với Jackson Bùi, tôi thân gửi và chào anh Bằng và chào mọi người. Rồi, xin chào Quang Thắng. Rồi đây ưu tiên cho một bạn Việt Kiều, Quốc Dương. Rồi, đang mời Quốc Dương. Anh nhớ thấy Linh Hoàng chào xuống đi xíu. Rồi. Sao mạng ở bên đấy yếu Quốc Dương? Rồi. Cái mạng yếu quá, dịch ra chỗ nào có cái mạng nó khỏe hơn Quốc Dương, không nghe thấy gì cả. Không được, không được. Nghe được gì luôn hả? Nghe được chưa? Bây nghe giờ, được chưa? Bây giờ được rồi. Dạ, em chào anh Trúc Phan. Cái hồi nãy em nghe anh Jackson Bùi nói là cái kiện Philippines nó kiện Trung Quốc. Cái đó không phải là cái kiện, cái đó không phải là cái kiện, cái đó là cái phiên tòa. Philippines nó thuê cái phiên tòa giống như là trọng tài hoặc trọng tài nó kêu là gì phiên tòa trọng tài gì đó, chứ không phải là Philippines nó kiện Trung Quốc. Có nghĩa là Trung Quốc nó ra cái yêu sách là cái đường lưỡi bò là chín đoạn, nhưng mà thằng Philippines nó không có phục, thì nó nhờ cái tòa trọng tài quốc tế để đòi tòa trọng tài quốc tế để kiểu như là nói ra cái nó diễn giải ra là cái yêu sách của Trung Quốc nó có hợp lý hay không, thì tòa trọng tài nó nói là cái yêu sách của Trung Quốc không có hợp lý, chứ không phải là Philippines nó kiện Trung Quốc là cái tòa trọng tài đó nó xử là Trung Quốc không có cái pháp lý, không có cái tính pháp lý để cái đòi hỏi cái đường lưỡi bò đó, chứ không phải là Philippines nó kiện Trung Quốc. Còn các anh nói nếu mà Việt Nam cũng làm như vậy, cũng làm giống như Philippines thì cũng vậy thôi, kết quả nó cũng là như vậy, thì trọng tài nó sẽ xử là Trung Quốc nó không có cái tính pháp lý để cái đòi cái quyền trong 12 hải lý, trong cái đường lưỡi bò đó.
Thì bây giờ Việt Nam mà có làm theo cái kiểu như Philippines thì cũng vậy thôi, thằng Trung Quốc nó cũng không có tôn trọng, nó không tôn trọng cái phán quyết của tòa trọng tài đó thì cũng vậy thôi. Còn một cái nữa thì anh Jason Bùi thì anh là người Mỹ, anh phải biết nước Mỹ bây giờ cho Việt Nam mà có chơi có là đồng minh của Mỹ đi, đồng minh thân thiết của Mỹ đi, thì Mỹ nếu mà Việt Nam và Trung Quốc xảy ra một cái trận hải chiến, Mỹ sẽ không bao giờ mà mang quân tới để đánh Trung Quốc cho Việt Nam. Anh nên nhớ cái điều đó. Anh Vâng. cháy sinh anh cháy sinh bùi anh là lính Mỹ, anh phải biết, anh đã từng đi lính Mỹ đúng không, Đúng anh rồi, phải biết cái đó chuyện là chắc đó. Anh chắn. đừng anh nếu mà anh cố tình không biết thì thôi em không có nói gì, còn nếu mà anh không biết thì anh phải tìm hiểu thêm. Làm gì có chuyện mà Mỹ nó đem, nếu mà Việt Nam Trung Quốc mà với Việt Nam mà có cái chiến tranh trên biển, không bao giờ mà Mỹ nó đem quân nó đánh Trung Quốc cho Việt Nam hết. Anh đừng có mơ hồ về cái chuyện đó. Giống như cái hồi nãy anh Quang Thắng anh nói cái đảo Scarborough là Mỹ, Mỹ là đồng Của Philippines là Mỹ. đồng minh Đấy là bãi thân thiết cạn của Mỹ. Scarborough, bãi cạn gọi là bãi cạn chứ không phải là đảo. Scarborough, dạ Scarborough đó. Mà bây giờ thằng 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 Trung Quốc nó đã chiếm bãi cạn đó rồi. Thằng 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 Mỹ nó đâu có xen vô cái chuyện đó đâu. Còn cái chuyện mà cái đảo Senkai gì đó tranh chấp giữa Trung Quốc với Nhật. Đảo san hô Thằng Mỹ cự hoặc là đảo địa đúng ngư dạ đúng không? Senkaku gì đó, Rồi xin chào Tito. Senkaku gì đó. Thì thằng 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 dạ chào anh Tito. Thằng Mỹ nó cũng đâu có nó đâu có nó cũng để cho thằng Trung Quốc với lại thằng thằng Nhật hai thằng làm gì đó là. Nhưng mà thằng mặc dù thằng Mỹ nó nói nếu mà thằng nó sẽ bên thằng Nhật nếu mà Trung Quốc mà phát động chiến tranh thì nó sẽ bên thằng Nhật. Thì nó chỉ nói vậy thôi, còn còn hai thằng cãi qua cãi lại, tàu Trung Quốc nó mang tàu tới cái đảo đó thì chứ thằng Mỹ nó cũng đâu có làm cái gì đâu. Thì cái đó là để Đúng rồi, đúng Senkaku, đúng rồi anh có cái Senkaku, thì cái đó là nó để cho Trung Quốc với lại thằng Nhật làm gì đó làm thôi. Thì một cái bằng chứng nữa là ngày xưa thì thằng Việt Nam Cộng Hòa là cũng là đồng minh của Mỹ, như là con nuôi của Mỹ vậy đó. Mà Trung Quốc nó lấy đảo Hoàng Sa, Mỹ nó đâu có làm gì đâu. rồi. Nên các anh đừng có mơ hồ về cái chuyện mà chơi làm đồng minh của Mỹ, Mỹ nó sẽ bên, không có chuyện đó đâu. Đúng Còn còn anh nói với cái chuyện mà Trung Quốc nó đầu tư vô vô Việt Nam thì nó đem những cái công nghệ lạc hậu nó vô thì nó làm ô nhiễm môi trường. Thì cái nào cũng vậy. không, nó Khi bảo mà nó là không, vô, nó đầu rất tư xin vô Việt bùi nó Nam. không phải nói là Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam mà coi như Trung Quốc Việt Nam bán cái đất để cho Trung Quốc coi như là xây cái nhà máy giấy Nigerman đó, mình nghe chính xác là như thế. Chứ còn cái chuyện bán đất là không bao giờ có Việt Nam theo cái luật đầu tư và luật đất đai của Việt Nam, thì Việt Nam hiện nay không có bán đất cho một nước nào cả, và các cá nhân tổ chức mà có quốc tịch nước ngoài là không có bán. Đấy, bây giờ có giỏi về mua đi, không ai bán cho mà mua. Nói cái anh cái ông nói năm nói thiệt, em cũng sống ở Mỹ này mà em chán mấy anh dễ sợ luôn, chán nói chung chán mấy người mà chống cộng dễ sợ. Những cái luận điệu lặp đi lặp lại, những cái luận điệu bán đất bán biển rồi đem chất độc hại vô đầu độc này nọ, em thấy em chán thiệt luôn á. Cái chuyện gì mà làm cái chuyện gì mà chuyện bán đất bán biển gì trong đó. Cho nên các anh mấy cái luận điệu đó các anh nên nên nên, nên dẹp qua bên đi, tìm những cái gì đó khác để nói. Cái mà nói bán đất bán biển hay là mang chất độc vô Việt Nam hay là này nọ là cái đó nó xưa nó cũ, nhưng mà cái đó nó không có thật, cái đó là những cái lời xuyên tạc Đúng rồi. thôi. Cho nên các em khuyên các anh đừng có đem những cái giọng điệu đó ra nói nữa, em thấy em chán thì luôn. Anh là lính lính Mỹ chứ đâu phải là anh là cái thành phần mà kiểu nói mà vô học hay là gì đó, anh không biết chuyện đó đâu. Anh là lính Mỹ mà.
Thôi Rồi em rồi. chỉ có những cái nơi, những cái Rồi, lời đó nói rất thôi. cảm ơn. Rồi. Rồi, ok. Nào. Không nghe những một cái gì hết đấy. Bạn đeo cái mic kia bạn gì lấy này. Dạ chào chào mọi người. Thì cái em gì á, anh nghĩ em chắc em thiếu thông tin gì á, em chỉ nói ngang vậy thôi chứ thật ra là Philippines nó kiện lên tòa quốc tế á, là nó đã thắng rồi, tòa quốc tế đã kiện nó thắng rồi. Còn thằng Mỹ á, mà nó tranh chấp với thằng Nhật tranh chấp cái đảo điếu ngư là Senkaku á. Thật ra thằng Tàu mà nó mới vừa là mó mó mé thôi là thằng Mỹ nó đã đưa hai cái chiếc máy bay nào bom 50 cái B-52 nó bay ngang cái hàng đảo rồi, em thấy không? Rồi. Đừng 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 đừng, đừng có nói là Mỹ, đừng có nói là Mỹ nó không binh. Ok. Thì em nói cho anh biết là như vậy. Bây giờ này, bây giờ nhá, bây giờ tôi hỏi bạn, bạn có biết là cái cuộc khủng hoảng đó là nguyên nhân do đâu không? Cái chuyện tranh chấp là đúng rồi, nhưng nguyên nhân do đâu không? Mà có một cái cuộc khủng hoảng chính trị nhỏ nhỏ giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Có biết không? Nếu không biết tôi trả lời. Thì cái vụ đó hình như cũng lâu rồi, hình như thằng Trung Quốc nó cũng mong man, nó muốn tới nhà, nó chơi. Nó đem hai chiếc tàu nó chạy lại gần gần đó đó. Không, không phải. Nguyên nhân đầu tiên là như thế nào? Rất sơn bùi không lắm được. Nguyên nhân đầu tiên là cái sở hữu cái hòn đảo đó thì hiện nay nhá, cái hòn đảo đó thì vẫn là cứ là tranh chấp đúng không? Không. Nhưng không, mà không, không bình bình tĩnh dạ, để không biết để tôi trả lời cho. Nó đâu phải nhưng không biết tại là lâu lâu quá quên. Rồi quên thì tôi nhắc nhắc lại cho. Thì cái thời gian trước đấy, tức là trước khi, tức là thằng Nhật hiện nay đang sở hữu cái đảo đó, nhưng mà thằng Trung Quốc thì nó cũng không công nhận thằng Nhật sở hữu cái đảo đó. Nhưng mà cái thời gian trước đó thì thằng Nhật cái đấy là không phải do nhà nước, tức là thằng Nhật do thằng cái tư nhân của thằng Nhật nó quản lý, mà sau đó cái thằng tư nhân của Nhật đấy nó mới không quản lý nữa, mà nó chính phủ Nhật quản lý. Mà khi mà chính phủ Nhật quản lý cái là Trung Quốc phản đối ngay đấy. Thì qua đó mới gây ra một cuộc khủng hoảng tranh chấp cái đảo mà coi như là Sakuku, và tức là Trung Quốc gọi là điếu ngư ấy. Điếu ngư, điếu ngư giữa vậy. Đúng rồi, giữa hai cái chính phủ coi như Trung Quốc và Nhật. Thì tất nhiên cái chuyện đấy nó chỉ có đe dọa nhau thế này thế khác thôi. Thì sau đó hai bên coi như họp bàn và nọ kia tất cả các thứ thì hiện nay vẫn cứ giữ nguyên trạng. Đấy. Thế thôi. Thì rồi để em chia sẻ cái gì, cái phần mà cái anh gì hồi nãy lên tên gì mà quan quan gì đó, anh nói là hồi xưa cái Mỹ đã từng bỏ rơi Việt Nam mà bỏ đi như này kia, là cái gì hàng Mỹ nó cũng là lợi nhuận của nó. Ok, bây giờ tất nhiên, cái tất nhiên. Cái đấy là bây giờ đúng. Bây giờ cái lợi nhuận của Biển Đông á rất là quan trọng đối với hàng Mỹ. Tại vì á mỗi năm mà đi ngang tàu bè mà đi ngang đó là những cái đồ nhập cảng hay là cái này kia là tới gần 5.000 tỷ lần nó, cho okay. Nên rất là quan trọng rồi. Đó, còn hồi xưa mà cái lúc mà Mỹ nó bỏ Việt Nam á, lý do là nó bỏ một con tép nó bắt con tôm, cho nên nó mới bỏ, nó đi đêm với thằng Trung Quốc. Làm thế nào để thắng được cộng sản thì nó chỉ có đi đêm với thằng Trung Quốc thôi, để tách thằng Liên Xô ra, cũng như phiên Tam Quốc Ti, Tam Quốc Chí gì đó. Một khi mà hai thằng đó mà nó nhập lại với nhau nó rất là mạnh, cho nên thằng Mỹ á, đi đêm với thằng Trung Quốc là dùng mọi cách để tách hai thằng này ra. Thằng Mỹ đấy sẽ hứa với thằng Trung Quốc là phải làm cho cái nền kinh tế của Trung Quốc đi lên, nếu mà thực sự ra mà thằng Trung Quốc nó chịu nghe lời thằng Mỹ. Thì bây giờ sao, bây giờ Trung Quốc nó nghe lời Mỹ mà tới giờ này nó được chút đỉnh rồi, nó tanh tanh rồi, nó muốn vượt lên thằng đàn à, nó muốn vượt lên đứng số 1 thì đâu có được, Mỹ nó sẽ dập thôi. Đó, lý do là thằng Mỹ nó bỏ Việt Nam hồi xưa là vậy, chứ không phải là nó lúc ban đầu á, lúc cái 10 năm đầu của ông Ngô Đình Diệm á, là thằng Mỹ nó không bỏ nha. Lúc đó nó cái mục đích của nó vô là nó chặn làn sóng của cộng sản thôi, nó không có muốn rút đâu. Nhưng mà sau này á, cái kiểu giống như là bị bên miền Bắc á, là có thêm một cái mặt trận giải phóng miền Nam á, rồi nào là làm bất cứ nó đánh, nó đánh hoài mà không sẽ không sẽ không thấy cái kẻ thù ở đâu mà đánh không thắng. Rồi rồi nó nói là
bây giờ gánh kéo dài về tốn công tốn của tốn tùm lum hết mà không thắng thì bây giờ nó phải có cái nó sao sao anh cười nữa? Không, hello? Không phải nói về lịch sử, tôi cảm thấy nó buồn cười quá, nói như lịch sử mà nói như chuyện chơi ấy. Đâu có cái đó thực sự là như vậy đó anh bạn. Tại thằng Mỹ nó thấy giống như là ok bây giờ đánh hoài không không có thắng nổi mà cứ không biết kẻ thù ở đâu. Nó cho nên nó phải tìm cách khác để nó làm cách nào để thắng được cộng sản là nó đi đêm với thằng Tàu thôi, lý do vậy đó, thằng Mỹ nó mới bỏ thằng Việt Nam. Chứ bây giờ mà, cái địa thế. Nhưng mà sau cuối cùng hỏi rất sư mùi, vậy sau cuối cùng có thắng được cộng sản Việt Nam không? Ok. Cái trận Việt Nam á, cái trận Việt Nam để em nói cho anh nghe anh bằng cái trận mình với chiến tranh Việt Nam á, cái người mà thua, cái nước mà thua nhiều nhất á là cái nước Việt Nam mình. Tại Việt Nam mình chết tới gần 5 triệu người, em hiểu không? Không có cái chuyện trong chiến tranh. Mà bây giờ Ok. Để em phân tích cho ai thắng ai thua cái chiến tranh đó. Cái chiến tranh đó là Việt Nam đánh cho Liên Xô với đánh cho thằng Trung Quốc. Cái thằng mà thắng nhiều nhất á là thằng Trung Quốc. Không, bây giờ nhá, trong cái cuộc chiến tranh Việt Nam, nghe chưa, thì Việt Nam, nhân dân Việt Nam quyết tâm coi như thống nhất đất nước, nghe chưa, chứ không thể để chia đôi hai miền. Bác Hồ đã nói dù có đốt cả dãy Trường Sơn cũng phải thống nhất đất nước, non sông liền một dải. Một cái người nào dân yêu nước, kể cả Giác Sơn Bùi, nếu mà gọi là Giác Sơn Bùi, okay. Hồi xưa đó, nước, hồi xưa phải... hồi xưa ông cụ Hồ, ông cũng chưa biết cộng sản là như thế nào nữa anh Bằng. Thôi, okay. Thôi, tại sao bác Hồ? Hello, nghe không? Bác Hồ đã tham gia coi như Đảng Cộng sản Pháp thành lập ra, coi như là một trong những người thành lập ra Đảng Cộng sản Pháp. Mà ở nhưng quốc thế trước cộng sản mà trước tại, khi ông trước sao? Khi ông trước khi ông cụ Hồ á, ông tham gia vô cái Đảng Cộng sản là ông đã qua Mỹ ông xin Mỹ là vô cứu Việt Nam rồi. Thôi, Giác okay. Sơn Bùi về đọc lại lịch sử Việt Nam. No, cái đó là có thật đó anh Bằng ơi. Khi bác Hồ lên cái, tức là lên cái... Sau này... Một cái tàu buôn... Sau này á, ông... Thì bác Hồ sang Pháp luôn. Đó, ông thấy ông... Luôn. Ông thấy ông dựa Mỹ không được rồi á, rồi ông mới nhảy qua cái cộng sản quốc tế là sao sao cùng này thôi. Thôi, rồi, lần sau đi. Chứ còn Giác Sơn Bùi nói thế càng rốt lịch sử quá. Không biết một cái tí xíu xíu vậy đấy. Nhá. Càng nói càng dở. Rồi bạn nào bạn lên đây. Bạn mẹ Giác Sơn Bùi nói dở quá. Rồi mời Thiên Lý Nguyễn này. Một bạn mới. Đúng rồi. Quá dở. Mà bác Hồ sang Pháp trước. Mà bác Hồ là người tiền thân. Thành lập ra Đảng Cộng sản Pháp. Sau đó coi như là bác Hồ sang Nga. Và bác Hồ coi như là ở trong quốc tế cộng sản, bác Hồ mới đi tìm đường cứu nước. Rồi xin chào camera. Em xin phản biện lại. Mạng yếu rồi. Nói chung là những không được bạn ơi. Hello. Không được bạn. Rồi bây giờ dạ, nghe chưa ạ? Rồi bây giờ dạ em xin lỗi là giọng cái camera trước của em nó bị hư. Giọng của tôi bị ủa em đeo vào. Dạ. Thôi bạn cứ nói, tôi không nói. Alo. Cho đỡ vang. Được chứ? Rồi ok. Dạ rồi. Dạ em xin chào anh Bằng Nguyễn và cùng với mọi người. Em xin phản biện lại cái của Giác Sơn Bùi nói về cái việc và vừa rồi á. Thì em nói là cái hiểu của Giác Sơn Bùi á là cái hiểu mà bị bọn phản động nhồi sọ nhiều quá. Xin lỗi với anh, xin nói với cho Giác Sơn Bùi nghe nè. Cái cuộc chiến tranh bảo vệ và thống nhất á của đất nước á, Việt Nam này á, không phải là cuộc chiến tranh đánh cho Trung Quốc hay là của Liên Xô gì hết á, mà đây là nguyện vọng của bao đời nay của người Việt Nam rồi, là thống mong muốn đất nước. Là thống nhất đất nước. Đúng. Chứ không có phải là đánh cho một cái hệ thống nào hết trơn á. Chẳng qua là các anh bị nói đồ này nọ nào là đánh cho Trung Quốc, rồi đánh cho Liên Xô để mà đánh với Mỹ. Xin lỗi với anh, người Việt Nam á là chỉ có mong muốn từ ngàn đời ra rồi, là chỉ có việc là thống nhất đất nước thôi. Giang Sơn Việt Nam là từ một bờ cõi từ Lạng Sơn tới mũi Cà Mau thôi. Chính xác. Dạ. Còn đó. Như Giác Sơn Bùi có nói đi nói lại thì cuối cùng đúng chính xác là cái thằng Mỹ nó bỏ cái Việt Nam Cộng Hòa rồi, đúng không? Anh chính miệng anh đã nói rồi.
Mỹ nó vì cái lợi ích kinh tế, và cuối cùng á, là anh lại nói cái câu là bây giờ đánh gì giải phóng miền Nam, tổ chức dân tộc giải phóng miền Nam, cho nên là không biết đánh ai, không biết cuối cùng không biết làm thế nào để thắng, cuối cùng phải đi bắt tay với Trung Quốc. À đúng, nó thì phải đi bắt tay với Trung Quốc, và cuối cùng là chính anh cũng nói luôn là nó đã bỏ cái Việt Nam Cộng Hòa rồi, mà chính nó là cái thằng bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa đó anh. Việt Nam này thời buổi bây giờ á, trong cái việc mà hội nhập này bây giờ á, là tự lực tự cường, không có phải lệ thuộc vào thằng Trung Quốc hoặc lệ thuộc vào Mỹ hết. Tôi Việt Nam làm ăn với các anh trên quan hệ bình đẳng có lợi lẫn nhau. Việt Nam không muốn lệ thuộc vào bất cứ một quốc gia nào hết. Đó, em chỉ phản biện cái đó thôi anh ạ. À. Em cảm ơn anh mời em lên. Chứ em nghe rồi giải thích của sư Bùi đúng là thực tế ra cái trình độ mà lịch sử của Jackson Bùi như là một trình độ của một đứa mẫu giáo mà bị xuyên tạc quá, đúng không? Có là một, đất nước Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi. Và coi như là như Hồ Chủ tịch đã nói là dù đốt cả dãy Trường Sơn, chúng ta cũng phải coi như là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đó là nguyện vọng của toàn thể nhân dân Việt Nam, đúng không? Chứ còn ba cái chuyện ví dụ đánh, ví dụ nữa, nói cái câu tức là đánh cả cho Liên Xô và đánh cả cho Trung Quốc. Đấy, chứ không phải là đánh so cho Liên Xô và đánh so cho Trung Quốc. Rồi, xin mời Trần Quang Cường lên trước. Đúng rồi, Bác Hồ sang Pháp trước, mà sau đó sang Liên Xô, còn cái thời gian sang Mỹ thì có khả năng có thì mình không biết. Nhưng vấn đề là sang Pháp trước. Rồi, xin chào Trần Quang Cường. À vâng. Em chào anh Bằng với chào tất cả anh em trên cộng đồng mạng. Em có đính chính cho Jackson Bùi hai cái. Cái thứ nhất là cái Jackson Bùi nói là Mỹ sẵn sàng đánh cho đồng minh và cho hai máy bay bay qua vùng trời của Trung Quốc và của Nhật. Chính xác ra là cái lúc đó, thời điểm đó ấy, là Trung Quốc triển khai cái vùng nhận diện phòng không. Đấy, triển khai vùng nhận diện phòng không. Thế là Mỹ nó mới cho một máy bay bay qua để kiểu như để thử. Thử, đúng rồi, thử phản ứng của Trung Quốc. Thách thức, phản đúng, chính xác là như đấy. Còn cái thứ hai nữa là, Jackson Bùi nói cái vụ mà Bác Hồ nhờ Mỹ giúp đỡ. Cái này là có thật anh Bằng ạ? Có, không có. Cái này mà có thật. Cái chuyện có thật. Có, nhưng mà cái thời này không phải là chống Mỹ mà thời chống Pháp. Đúng. À quên, thời chống Nhật. Nghĩa là lúc đó là Mỹ là đồng minh. Đồng minh để chống phát xít Nhật. Đúng rồi. Đấy. Là nghĩa là Bác Hồ là cũng có gửi thư tới đấy, để nhờ sự giúp đỡ. Coi lúc đó ý của Bác Hồ là Mỹ nó là đồng minh. Đúng. Mà thực tế là Mỹ đã thả dù xuống Tây Bắc, không phải Tây Bắc mà nó là ở chỗ vùng tức là vùng núi phía Bắc đấy. Nói chung vùng là núi phía Bắc là lúc đó là cũng có thả dù xuống và đã giúp đỡ huấn luyện du kích là bắn súng và một số trang bị kỹ thuật về thuốc men và một số vũ khí. Đấy, cái đó là có chính xác, nhưng mà sau đó thì bắt đầu Pháp nó thay thế như chân Nhật thì là Mỹ nó mới bắt đầu là nó không ủng hộ nữa. Đấy, mà bắt đầu nó có cái vấn đề là nó trở mặt. Đúng. Đấy, cho nên là lúc đó thì hình như là lúc đó là có một số lính Mỹ thì đã đi di chuyển sang phía Bắc. Vâng, đúng rồi. Anh Sơn Kham nói là Bắc Cạn là chính xác đấy. Rồi, vâng. Đúng. Chứ còn một ông cuối cùng là đại úy. Em nhớ là đại úy thì có một đi xe UAS. Nhưng mà khi xong sau này thì Việt Nam. Rồi, trả lời Dũng Nguyễn, tôi không đi lính ngày nào cả, nhưng mà tôi là thiếu úy sĩ quan dự bị ở bên Hải quân. Chính là Việt Nam là lúc đó, thời đó là cứ tưởng lính Pháp có bắn nhầm chết một ông đại úy của Mỹ. Đấy, rõ ràng là cái lịch sử như thế. Đấy là em đính chính cho Jackson Bùi hai cái đó. Ok. Đấy, vâng, thôi thì chào anh với cả rồi, cộng đồng mạng nha. Rồi, xin cảm ơn Trần Quang Cường. Xuống. Lần đầu tiên lên diễn đàn của mình. Ok. Vâng ạ. Rồi anh Sam Khan đâu? Em muốn mời anh lên.
Thực tế ra cái mục tiêu mà gọi là giải phóng miền, tức là mục tiêu mà thống nhất đất nước, có khi mà đó là cái nguyện vọng của toàn dân ta. Và nói chung là hiện nay tức là Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta coi như đã hoàn thành những cái mục tiêu đó. Đất nước nào cũng muốn thống nhất. Ví dụ như bản thân bây giờ tôi nói với tất cả các bạn, ví dụ như thằng Trung Quốc chẳng hạn, hiện nay kinh tế đứng thứ hai thế giới, một đất nước đang phát triển, nhưng mà người ta vẫn cứ còn một cái nỗi đau Đài Loan còn đó, đúng không? Đất nước chưa thống nhất được. Vâng, em xin mời anh xem khả. Cho nên mình hiện nay coi như là đã thống nhất toàn vẹn non sông liền một dải, đất nước đang phát triển, đúng không? Đó là cái nguyện vọng của nhân dân Việt Nam ta. Vâng, xin mời anh. Hello. Dạ, em chào anh. Nghe được chưa? Vâng, em nghe tốt anh ạ. Rất tốt. Vâng. Ừ. Cả từ đầu diễn đàn đến cuối diễn đàn, quay ra quay lại thì hôm nay lại cuối cùng lại coi như là chống lại những cái luận điệu của các cái đối tượng cực đoan. Thật ra mà nói thì đúng là người ta bảo biết thì thưa thốt, mà không biết thì dựa cột mà nghe. Khổ quá rồi, cứ cãi rồi cãi ngang mà chả có cái căn cứ gì cả. Dạ. Bây giờ mới xuyên suốt lại cả một cái quá trình nói thì mình thấy như thế này này. Cái chuyện Việt Nam với Trung Quốc ấy thì đã khẳng định bao nhiêu lâu rồi, từ đầu đến cuối Đảng đã nhận định rồi là Trung Quốc không bao giờ từ bỏ xâm chiếm nước Việt Nam ta. Cái điều đấy chúng ta lúc nào cũng phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, luôn luôn sẵn sàng chống đối lại tất cả những âm mưu thủ đoạn của Trung Quốc hòng thôn tính đất nước ta. Thế vì cái thực tế là nó ra thì tất cả mọi người đã nói thì chả ai nói làm gì cả. Bây giờ chúng ta là như thế nào? Chúng ta kiên quyết vừa bảo vệ lãnh thổ, nhưng mà chúng ta cũng phải cho Trung Quốc thấy được là chúng ta là bằng mọi giá chúng ta giành lại độc lập, giữ lại chủ quyền biển đảo của chúng ta. Bằng cách đấy thì mọi người biết rồi. Thế bây giờ đi vào hai cái cái anh Giác Sơn Bùi này mới lại mọi người đang tranh luận, thì mình có ý kiến như thế này về cái kiện của thằng Philippines. Thì xin thưa với các anh nói đấy, thật sự ra mà nói cái phán quyết của tòa quốc tế nó chả có cái gì cụ thể cả. Đúng là kiện cái đường lưỡi bò thì tòa quốc tế nó cũng chỉ công nhận một cái điều là cái đường lưỡi bò là của không mà Trung Quốc là không có căn cứ pháp lý quốc tế. Đúng rồi. Nó chỉ nói chung thế thôi. Thế còn tất cả những cái diễn biến cụ thể thì xin thưa với lại các bạn là như thế này này, anh gì Bùi, anh Giác Sơn Bùi. Giác Sơn Bùi, dạ. Giác Sơn Bùi, anh đừng nói là Việt Nam mình cũng để ý chứ. Nói thật với anh bằng là tất cả đảng và nhà nước ta với tất cả các cơ quan hữu quan là chuẩn bị hết hồ sơ tài liệu. Lúc nào cũng sẵn sàng, có một bộ hồ sơ tài liệu để sẵn sàng kiện lên tòa quốc tế. Nhưng mà đưa lên lúc nào, kiện lúc nào mà hiệu quả nó ra làm sao thì chúng ta cứ để đấy đã. Đúng, nhưng mà không cần phải, đo đong đấy. Không phải là chúng ta không quan tâm đến cái vấn đề khả năng ý, chúng ta cũng tính đến và chúng ta cũng chuẩn bị hồ sơ để kiện. Nhưng mà đưa ra để kiện lúc nào nó có tác dụng lại cả là một chuyện khác. Còn để cho cả thế biết thì tôi xin thưa với anh Giác Sơn Bùi nhé, tất cả các cơ quan sứ quán của Việt Nam, quan hệ sứ quán của nước nào đều có một bộ tài liệu về chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa. Bằng gì? Bằng những cái bản đồ cổ, bằng những cái căn cứ pháp lý của bằng chứng của từ cái thời thực dân Pháp, rồi là có những cái những mình gọi là cái gì nhỉ, ông bàng quên mất rồi. Cái, tất cả những cái coi như là những cái quyết định mà mình gọi là cái gì của Triều Nguyễn ấy, nó gọi là cái gì, tức là những cái phong hàm phong tước, rồi là đưa quân đưa lệnh ra biển đảo ra Trường Sa, Hoàng Sa, dùng cái từ cổ lâu bây giờ quên sử mất rồi. Dạ vâng, gọi là hết thôi. Vâng, có hết. Và tất cả những cái đấy đều coi như có cơ hội là chúng ta đều trình ra quốc tế. Mà ngay cả trên đất Mỹ chúng ta cũng hội thảo về cái chuyện biển đảo cơ mà.
để cho cả thế giới người ta biết được rằng Hoàng Sa và Trường Sa Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý Vâng. quốc tế là chủ quyền biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cái đấy chúng ta làm được chứ, mà thế giới người ta cũng phải công nhận. Thế còn đến bây giờ anh ấy nói cái chuyện đi hàng hai hàng, tôi xin thưa với anh là như này này, kể cả bản thân anh là công dân nước Mỹ, nhưng mà chính quyền Mỹ, người dân thật sự của Mỹ, người ta có coi anh là người Mỹ đâu, người ta nói anh là người Mỹ gốc Việt đấy. Thế thì anh đừng nói là đi theo, đừng đi hai hàng, đi theo Mỹ. Thật sự thằng Mỹ nó giúp không bao giờ, thằng Mỹ giúp. Ông Donald Trump tuyên bố thẳng này, nước Mỹ trên hết. Nếu như mà chúng tôi có bảo là bây giờ anh bảo tôi nghe theo anh mà đi đi theo thằng Mỹ, thì thằng Mỹ nó lấy lại được hai cái quần đảo cho chúng tôi, xin lỗi. Khi nếu như mà có lấy được, anh Mỹ anh đi dùng vũ lực, anh cậy anh là sức mạnh, anh lấy được về rồi là anh mang về là của anh ý chứ không phải là của tôi, Chính xác. chắc điều là như thế. Để anh hiểu như thế. Thế thì Nói chung là em nói anh, đó là cái quyền lợi quốc gia. Hiện nay bao giờ cái quyền lợi quốc gia của người ta cũng phải đặt lên hàng đầu. Chứ không bao giờ, ví dụ là người ta mà, tức là trong quan hệ quốc tế không có thằng nào cho thằng nào một cái gì, cho không thằng nào một cái gì cả. không thằng nào cái gì đâu, không ai cho cái gì đâu. Mới lại thì đặc biệt với lại trong cái hoàn cảnh bây giờ, khi mà coi như là Trung Quốc nó trỗi dậy, thằng Mỹ lo sợ về cái chuyện khi nó sẽ làm một trong những đối thủ để coi như là trở thành nền kinh tế vững mạnh nhất thế giới, thì ông Mỹ ông ấy sợ lắm, ông sợ Trung Quốc, thì ông bỏ bằng mọi cách ông trừng phạt Trung Quốc. Thế thì để ông trừng phạt Trung Quốc rồi thì ông phải kéo đồng minh, thì mà chúng tôi không dại gì mà coi như là bảo là thôi, vì hoặc là các anh chống cộng cực đoan bên kia cứ bảo bây giờ Việt Nam khi thằng Mỹ nó sang Việt, khi mà thằng Trung Quốc nó sang thăm Việt Nam hoặc Việt Nam sang thăm Trung Quốc, thì là bảo đấy bọn này là bán tàu, bán đất cho tàu vì thế nọ thế kia, rồi đấy bây giờ nó đi đêm với lại thằng tàu rồi nó bán nước cho tàu, các anh lại cứ nói cái kiểu đấy. Thế đến khi thằng Mỹ nó sang bên Việt Nam thì các anh lại bảo là ô bây giờ là thằng Mỹ nó sang nó phải hỏi anh một câu là Z, no, theo tao hay là không theo tao, như kiểu giọng ngô kỷ này. Tôi nói thật với các anh cứ lo thân các anh đi, các anh lo cái Việt Nam thì đau đầu mệt lắm. Thế còn bây giờ tôi giải thích như thế thì anh biết, chứ còn cái chuyện anh nói chống Mỹ thì như vừa rồi anh gì anh nói rồi, cái thời điểm là thời điểm năm 47 anh Hoàng ạ. Khi mà coi như là khi mà thằng thằng trên chiến khu Việt Bắc ấy, thì khi mà coi như là bắt đầu mình coi như là phải gọi là về thủ đô gió ngàn ấy, thì là coi như là ở đấy là mình bắt được hai cái thằng phi công mà của Mỹ, là chủ tịch Hồ Chí Minh, thì mới lấy cái thằng ấy ra để mà coi như trao đổi, mới viết thư lại cho thằng tổng thống nó ở thời bây giờ. Thế nhưng mà nó không đồng ý, cái lúc ấy là cái lúc nó không đồng ý, tại vì cũng đúng như ông ấy nói, khi đấy là nó là nó vừa với thằng 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 Nhật, nó thì là không 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 phải là đồng minh. Thế là coi như là thì nó là như thế. Còn bây giờ những cái luận điệu của các anh nói như thế thì nó không đúng đâu, nó buồn cười lắm. Bây giờ chỉ có mỗi cái điều này là nếu như mà các anh nhìn nhận, các anh yêu nước thật sự ấy, thì các anh ấy nhìn nhận vào cái thực tế cụ thể của Việt Nam, Đúng rồi. và coi như góp cái tiếng nói của anh vào, góp cái tiếng nói của anh vào với nhân dân Việt Nam để là nói cho thế Ok, giới mới nói cứ cứ giáo sư thôi. Chờ anh Sam Khan xong. biết là cái đấy là của Việt Nam thật, và chúng ta phải chung sức chung lòng về đấu tranh bằng mọi cách, kể cả nếu mà xấu nhất thì khi mà coi như là có chiến tranh xảy ra. Tức là chúng ta không muốn chiến tranh, nhưng nếu như có chiến tranh xảy ra thì các anh cũng ủng hộ Việt Nam, các anh góp công góp sức vào cho Việt Nam để giữ được cái biển đảo, thì đấy mới là cái người Việt Nam yêu nước. Thế nói với các anh thế thôi. Tôi xin phép anh bằng tôi xuống để cho mọi người lên. Vâng, rất cảm ơn cái lời nói của anh rất là hay và quá chính xác. Vâng, em chào anh Sơn Khang. Rồi. Rồi, đang mời cư sĩ Duy Tân. Chào anh Bằng và chào mọi người.
Bà nãy nghe Jason Jason nói lịch sử á, thì Jason nói sai hết rồi. Thì, Jason nói như vậy là mình liên tưởng đến cái câu chuyện mà mình không bao giờ nên nghe một con đĩ mà kể chuyện chi tiết anh ơi. Hoặc là mình không có nghe một người mà có tư duy phản quốc mà nói chuyện yêu nước. Quá kém, tư duy quá kém. Một người mà có cái tư duy mà phản quốc mà cứ ngồi kể chuyện yêu nước thì nghe nó khó nghe, nghe không vô. Thật ra thì cái lịch sử mà Jason kể chuyện cho mọi người nghe thì nó chặt hết rồi. Tại vì lịch sử ở trên thế giới nó đi đến kết luận từ lâu, từ biết bao nhiêu nguồn mà nó ăn khớp với lại lịch sử của Việt Nam mình nói. Chỉ có lịch sử của những người mà chống cộng cờ vàng ở bên Mỹ á, là nó không có khớp với lại bất cứ cái gì hết. Thì những gì mà Jason kể đó, thì nó cũng y hệt như là những gì mà mình đã trông thấy từ những cái báo biếu mà nó nằm dưới đất đó. Mấy cái tiệm đinh, tiệm neo, tiệm phở hay là tiệm nhà hàng, tiệm tóc này kia, hay là mấy cái chợ này kia. Đó là những cái lịch sử mà mình đọc hoài là nó như thế. Rất tiếc Jason sống ở Mỹ, biết hiểu tiếng Anh nên coi những tài liệu của Mỹ thì nó sẽ ăn khớp lại tài liệu của Việt Nam. Thí dụ như nói về Bác Hồ đi xin Mỹ độc lập mà đại xin Mỹ là sao xin được? Lịch sử đã chứng minh là nó đâu có cho mình độc lập đâu. Mình năm nay là 2018 rồi mà mình vẫn còn dùng cái chữ xin Mỹ cho mình độc lập là cái chuyện vô lý. Bác Hồ, thật ra theo mình hiểu, Bác Hồ không quan tâm là Cộng sản hay Cộng hòa hay là Cộng gì ấy. Bác Hồ mục đích cao nhất là giành độc lập, thống nhất đất nước. Rồi, chính xác. Bất cứ cái chủ nghĩa nào mà nó đem tới cái mục tiêu đó thì là chơi thôi. Nhưng rất tiếc là Bác Hồ đã liên lạc với Tây Phương hai lần. Năm 1919, Bác Hồ cùng với một nhóm người yêu nước đi sang hình như đâu quên, châu Âu ở cái chỗ nào như Pháp, thì tìm cách liên lạc với lại Tổng thống Mỹ là Woodrow Wilson để nhờ Tổng thống Mỹ can thiệp vô cái nền độc lập của Việt Nam. Tại lúc đó Pháp đã đang thống trị Việt Nam. Thì Bác Hồ lên tiếng đòi hỏi là tại nước Việt Nam chúng tôi có được quyền hưởng cái sự công bằng đó không? Thì rất tiếc là cái lời nói của Bác Hồ nó đã không đi tới Tổng thống Mỹ. Nhưng mà nếu mà có tới thì chắc mình nghĩ cũng không thay đổi gì, tại vì Mỹ với Pháp nó đã đồng minh nhau. Thì Bác Hồ cũng Tổng thống Mỹ chắc cũng không có thể làm cho Bác Hồ vui lòng bằng cách đòi hỏi từ Pháp nó bỏ Việt Nam. Nhưng mà ít nhất cái lời nói nó đi tới Tổng thống Mỹ, nhưng mà nó đã không tới. Mà tất cả những cái sự kiện đã được ghi vào lịch sử. Mỹ nó ghi hết vào lịch sử rồi. Trường hợp thứ hai là năm 1946, hình như đầu năm 1946, lúc đó nước Việt Nam mình đã có độc lập rồi, nhưng Pháp nó đang tìm cách nó quay trở lại Việt Nam bằng vũ lực. Bằng vũ lực, tại vì nó tham, nó muốn lấy lại Đông Dương. Thì Bác Hồ đã viết lá thư cho Tổng thống Truman, Henry Truman của Mỹ. Nhưng mà Henry Truman của Mỹ đương nhiên cũng vẫn không có trả lời. Không hồi đáp, tại vì như nó cũng tới hoặc nó có tới, Truman cũng không có trả lời. Là tại vì lúc đó Bác Hồ đã đang theo chủ nghĩa Cộng sản rồi. Nhưng mà bà nãy mình mới nói là lúc mà năm 1919 Bác Hồ đâu đã theo chủ nghĩa Cộng sản đâu. Nhưng mà nói chuyện với Woodrow Wilson thì Woodrow Wilson không trả lời. Thành ra Bác Hồ phải tìm một cái thế lực nào đó để mà tìm đường cứu nước, đúng không? Thì lúc đó Bác Hồ gia nhập Đảng Cộng sản Quốc tế. Thì ở cái thời điểm đó là Đảng chủ nghĩa Cộng sản đó, sẽ giải phóng thực dân và đem lại nền độc lập cho con người, có lại là sự công bằng cho con người. Bác Hồ theo chủ nghĩa đó thôi, chả cái gì sai. Thì đó là lịch sử và về vấn đề mà Bác Hồ liên lạc với Mỹ hai lần, nhưng mà rất tiếc nó không xảy ra. Thì những cái chi tiết đó thì đáng nghĩa là anh Jason nên theo dõi nó đầy trên
nhất là cái cuốn phim mà gần đây nhất của Ken Burns nó viết về, nó có nhắc đến ấy. Tại sao không coi, đừng nên coi mấy cái báo của Cờ Vàng. Cờ Vàng phản động thì ưa bóp méo lịch sử, chế biến thêm mắm thêm muối, nhiều khi mà đọc hồn là hửi cũng không nổi nữa. Thì là thế. Còn cái vấn đề mà nói Trung Quốc cái gì Mỹ bắt tay Trung Quốc, nói chung là Mỹ nó bị xa lầy ở Việt Nam. Cái mục đích của nó thì ai cũng biết rồi, thì như Jason nói thì cũng đúng thôi, là Mỹ nó can thiệp vào Việt Nam vì lý do nó muốn ngăn chặn cái sự bành trướng của Cộng sản. Rồi. Nhưng mà nó thất bại tại vì nó can thiệp quân sự vào Việt Nam, nó thất bại và nó xa lầy mà nó chết biết bao nhiêu người, gần 60.000 người, mà nó có cả hơn nửa triệu dân ở miền Nam Việt Nam. Thì lúc đó bắt đầu nó tìm đường, nó rút lui, nhưng mà nó không thể rút lui được, tại vì nó rút lui vậy nó bẻ mặt hết, nó phải rút lui mà nó phải trong danh dự nhé, rút lui trong danh dự. Thì nó phải tìm một cái cách nào đó. Thì Nixon lên, Nixon thấy đánh hơi, thấy Trung Quốc lại Liên Xô có mâu thuẫn, có mâu thuẫn, thì Nixon đi Bắc Kinh năm 1972 để bắt tay với Trung Quốc. Thì cái cuộc đi Bắc Kinh đó thành công, thành ra là Nixon biết là nếu mà bắt tay thành công đó, là sẽ gây cái sự rạn nứt trong cái khối cộng sản. Thì lúc đó chiến trường ở miền Nam mình thì đương nhiên là không cần thiết nữa rồi. Việt Nam mình nó cũng chỉ là một chiến trường nhỏ, là một cái chiến trường nhỏ thôi. Thì bây giờ đã bắt tay được Trung Quốc rồi thì bắt đầu từ từ rút lui. Thì bắt rút lui đó là tại sao Mỹ rút lui. Gọi là rút lui chứ mà thật ra cái đó cũng coi như là Mỹ thua rồi. Đúng không? Bỏ bao nhiêu tiền bạc, vũ khí, nhân lực vào mà không thành công được thì rút lui. Và Mỹ thua rồi còn gì nữa. Nhưng mà Mỹ cũng cố bắt, muốn rút lui nhưng mà muốn bắt mặt trận dân tộc giải phóng Việt Nam và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải ký hiệp định Paris theo cái điều khoản Mỹ đưa ra. Nhưng Việt Nam không đồng ý, tại vì cái hiệp định nó đòi hỏi Việt Nam Cộng hòa gì Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải chấp nhận chính phủ Nguyễn Văn Thiệu. Nhưng mà Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chưa từng bao giờ chấp nhận cái thể chế đó, mà Việt Nam Cộng hòa lại không chấp nhận mặt trận dân tộc giải phóng Việt Nam. Cho nên nó cứ lung tinh vậy, cho nên nói chung là không chấp nhận. Thì Mỹ làm áp lực bằng cách thả bom 12 ngày đêm để làm áp lực Việt Nam phải ngồi xuống ký theo điều kiện của Mỹ. Nhưng mà Mỹ đã thất bại, vì cái cuộc thả bom đó hoàn toàn thất bại. Máy bay của Mỹ, bên mai của Mỹ rơi quá nhiều. Nếu mà tiếp tục thì sẽ bị tuyệt chủng. Cho nên Mỹ tự động chấm dứt, coi như Mỹ tự động gọi là gì? Tự động khởi xướng, không tự động chấm dứt. Thì rốt cuộc Mỹ ngồi xuống ký cái hiệp định Paris mà nó cũng chả có thay đổi gì hết. Mà cái điều khoản đầu tiên trong hiệp định Paris là nó nói là Mỹ và tất cả các nước Tây phương phải tôn trọng cái hiệp định Genève. Có nghĩa là tôn trọng, có nghĩa là Việt Nam mình vẫn quay lại cái năm 1954. Cái điều khoản đầu tiên là bắt Mỹ, các Tây phương phải tôn trọng cái đó. Và trong đó bắt Mỹ phải rút toàn bộ ra khỏi Việt Nam. Và đồng minh của Mỹ cũng phải rút ra khỏi toàn cõi Việt Nam. Để bù lại ấy, thì miền Bắc thả tù binh. Đó. Lịch sử là như thế. Thì mình nói tóm gọn trong vòng 10 phút thôi, mình lịch sử Việt Nam nói vậy rất là thiếu sót, nhưng mà thôi mình nói. Đúng rồi, nói có qua người khác nói. Đúng rồi. Mà nói để dập cho người khác. Để nói cho anh Jason Bùi là anh nên tìm hiểu lịch sử cho chính xác tí. Cho nên mình nói những người Việt Nam ở trên thế giới, ở hải ngoại, nếu mà họ thực sự nghiên cứu lịch sử của Việt Nam một cách chín chắn, đúng đắn, nghiêm túc, thì họ sẽ không chống cộng nữa. Tại vì nếu mà họ nghiên cứu chính xác như thế, giống như bản thân tôi chẳng hạn, thì mình tự nhiên mình thấy ra một bức tranh nó rất là rõ ràng, trắng đen rất rõ ràng. Và mình thấy mình rất là yêu Việt Nam. Và tại vì
Việt Nam mình, cái cuộc chiến đấu của Việt Nam mình á, hoàn toàn có chính nghĩa, mà mục đích của mình rất là đơn giản, là chỉ có giành độc lập lại, thống nhất đất nước thôi. Đúng rồi. Chứ mình không có phải là để mà bành trướng cái sự ảnh hưởng của Cộng sản qua tới Philippines, Singapore, Mã Lai hay Thái Lan. Đúng không? Mà ngày hôm nay là 2018, cái chuyện nó có xảy ra không? Hoàn toàn không xảy ra. Cho nên ví dụ như mình đang ngồi đây nè, tranh cãi với nhau, gần 100 người nè, đang ngồi tranh cãi với nhau. Mình đang ngồi đây là năm 1968, mình tranh cãi. Thì có thể người này tin người kia không tin người đó. Tại lúc đó mình đâu biết đâu. Nhưng mà bây giờ là 2018 rồi. Lịch sử đã chứng minh rõ ràng như vậy rồi. Còn cái gì mà cãi nữa? Lịch sử đã chứng minh là tất cả những gì mà các anh á, các anh nghĩ á, là Cộng sản Việt Nam hay Cộng sản thế giới nó bành trướng, nó đâu có đâu. Hoàn toàn không có. Cho nên thôi, các anh cố gắng về nhà mở cuốn sách ra hay bật cái phim lên coi cho nó đàng hoàng. Thì các anh coi kỹ, đối chiếu hết tất cả các nguồn, thì các anh sẽ hiểu được lịch sử Việt Nam. Với các anh coi với một đầu óc khách quan thì các anh sẽ không còn hận thù nữa. Đúng rồi. Đúng không anh Bằng? Đúng rồi. Okay, mình nói ngắn gọn vậy đi. Thì nếu anh Bằng có gì thì hỏi mình, không thì để người khác lên. Tôi nói như thế là quá đúng và quá chính xác. Nói chung là những người Việt Nam phải hiểu những lịch sử đấu tranh của dân tộc Việt Nam, thì nói chung là mình dễ thôi, mình sẽ yêu đất nước Việt Nam. Vâng. Lại mình tránh dùng cái từ mà nói về lịch sử, mà dùng cái từ vựng nó nghe nó không có, nó làm cho cái tinh thần dân tộc mình nó tự nhiên nó bị giống như nó bị hủy hoại. Ví dụ như xin Mỹ, hay là mình xin Pháp, hay là mình xin Trung Quốc, không có xin. Okay. Mình đổ máu xương máu biết bao nhiêu để có ngày hôm nay mà nói chuyện xin, chẳng cái thằng nào nó cho mình hết trơn, chẳng cái thằng nào nó cho mình tất cả. Tôi nói anh đều là phải là cái quyền lợi của đất nước nó hết, chứ không thằng nào cho nào. Cũng như là mấy người mà cờ vàng chống cộng cứ xuyên tạc thôi, như là Nhật nó trả lại độc lập, cái độc lập không có thằng nào nó trả lại hết trơn. Mà rõ ràng cái lịch sử Việt Nam mình chứng minh là chẳng nào trả mình. Yeah. Nó mình phải tranh đấu. Thằng Nhật đó, nó ở Việt Nam đó, nó xin lỗi, nó chưa đủ thời gian để mà nó tàn sát đó. Mà nó chưa đủ thời gian mà đã 2 triệu người chết ở ngoài Bắc rồi. Yeah. 2 triệu người chết mà không thấy ai nhắc tới cái đó hết. Mà các anh cứ xoay qua nói đố tố. Ok. Rồi sẽ mời anh cầm lên. Vâng. Ok rồi, xuống ha. Rồi xin cảm ơn. Cứ giáo Duy Tân. Ok, bye bye. Vâng. Bye bye, chào mọi người. Dạ. Nhiều khi nói hết thì anh cầm gửi lời mời anh cầm ơi. Anh cầm một là ok, hai là gửi lời mời đi. Chủ tịch đâu rồi? Mà trời ơi, cái trình độ cái thằng gì Diệp Lâm mày, yên tâm đi, gần hết giờ rồi, lần sau tao mời mày lên. Văn hóa của mày như nào, trình độ hiểu biết của mày như nào. Rồi em đang mời anh cầm. Hello. Vâng, chào bà Nguyễn, chào diễn đàn với lại mấy anh em dưới này. Rồi nghe rõ không? Bên anh thì bữa nay lạnh lắm, mà bữa nay là nó là âm rồi, nó là 30 độ, 32 độ F thì nó bằng 0 độ C. Lạnh lắm, tuyết đã rơi về, chưa rơi nhẹ thôi mà nó chưa hết lá. Nãy giờ cái này nói gì vậy? Tao bất ngờ nó phán về cái vụ Duy Tân nó lên, cư xá Duy Tân nó lên nói mẹ nó hết ráo rồi. Ba cái vụ lịch sử thì có chuyện là không cần gì bàn cãi cả. Nói chung là không cần gì bàn cãi cả. Bây giờ tao thiệt với mày, bây giờ mà nói tới sang năm mà thì đủ cái chủ đề nó cũng vậy, nó cũng hỏi tới hỏi lui, hồi xưa hỏi ngược nó hỏi tới hỏi lui rồi. Nó không chấp nhận sự thật và nó không có chấp nhận cái sự phát triển của Việt Nam thì cỡ nào nó cũng bác hết trơn. Mày hiểu tôi không? Cái dạng nó thuộc là dạng cố chấp rồi. Người ta là nguyên tắc của nó là hai
một cộng một là hai, đó là chắc chắn 100% rồi, nhưng mà nó không chịu, nó rồi ba kìa. Bây giờ nó cố tình nó cãi cho bằng ba được rồi thì toàn làm sao mà cãi được rồi bà. Ba con không thích cãi làm gì, tại vì không phải riêng tao, không phải riêng Duy Tân, tất cả mọi người đều nói lên cái tiếng nói mà thật. Thằng nào giỏi xử thì về đã khai báo hết tất cả rồi, có nghĩa là nói sách mách có chứng rồi. Những người nào giỏi xử hoặc là nghiên cứu về xử như Duy Tân lên nói rất ư là chính xác. Đọc tài liệu đi, nếu không lên tài liệu về đọc. Nhưng mà nó cố chấp, nó vẫn không cho đó là sự thật. Khổ vậy đó. Ok, thế anh Hoàng, ok, chắc chắn là vậy rồi. Thì bây giờ tao không biết nói gì hơn, có nghĩa là bây giờ tao không cần phải phản biện mà không cần gì đó, nhưng miễn đừng nói sai sự thật thôi, đừng có nói quá lố. Thế thôi, còn ngoài ra tao cũng không có bông gì. Bây giờ thiệt mày tuổi cỡ gì tao về, tao chỉ quà khóa Việt Nam về tao ăn uống rồi. Sáng cũng lên nhà, Hà My cũng gặp, cũng nói chuyện xào xạo về cá lóc nướng trui, rồi bộ đồ lòng cá lóc, rồi mắm tôm bánh tráng rau sống cuốn, vậy là khoái chết mẹ rồi ở đó. Bây giờ tào lao còn chấp rồi chủ nghĩa này chủ nghĩa kia, rồi miền Bắc cướp miền Nam, chuyện toàn là chuyện vô lý, mà tụi nó không học lịch sử, nó không hiểu gì trên đời. Nói cái câu từ đặt ra là thấy nó ghét rồi. Mày phải hiểu cái điều này, nói một lần nữa, đất nước Việt Nam là trải dài từ mũi Cà Mau và đến nải Nam Quan, không có cái chuyện đất Bắc Nam. Mà dùng cái chữ Bắc Nam là thấy là vô lý rồi. Vì cho ra tụi bay cái biện luận cái này cướp miền Nam này kia, ôi trời ơi, đổ tụi bay đúng là thứ ở đâu giống cống mà lên. Nước Việt Nam làm gì có cái chuyện mà đổ mày chia cắt, chính là mày là chia rẽ dân tộc, mà chia rẽ là tội đồ rồi. Ta không cần biết chuyện gì xảy ra, ta không cần biết chủ nghĩa gì cả, nhưng mà mày chia cắt đất nước chính là người tội đồ rồi. Ta không cần biết.